Xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì là một chỗ mới. Mình đang có mặt tại Lotte Mall ở Hồ Tây. Và cùng mình đi phỏng vấn hai mùi hương 18.21 Squid Tobacco. Và bên này thì là Mancera Red Tobacco. Cùng xem mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn. Mặc dù đây là hai mùi khá là khó ngửi. Và hôm nay thời nhất nhiệt độ đang khoảng tầm 20. Đi cùng mình nhá. Mình đang có hai cái mùi hương xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Thì mình muốn là mọi người ngửi thử xem là mọi người sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Hai người có thể đổi với nhau. Còn nếu mà các bạn nữ gặp một anh chàng xịt một trong hai mùi này, các bạn sẽ ấn tượng mùi hương này. Em lý do là khác nhau rồi này. Nhưng mà các bạn thấy mùi hương này như thế nào? Nó dễ ngửi hay là nó có cái gì khó ngửi không? Em không, cá nhân em là em không thích kiểu ấm quá. Ừ. Mùi hương này với em bị ấm quá. Thế còn mùi này đối với em thì sao? Cay cay quá. Em thấy cái mùi này đối với em thì trông nó hơi nồng, hơi nặng. Ừ. Em thích mùi như này hơn. Ừ. Nó hơi gỗ một chút. Nếu như em cảm nhận sai thì... Không sao, tại vì đây là cảm nhận kiểu mọi người sẽ không biết đây là chai gì cả. Thực ra đây là hai cái mùi thuốc lá, em nghĩ đây là mùi tôi đến từ thuốc lá. Wow. Cay cay. Cay cay và mầm mua. Em nghĩ là không. Không nhỉ? Tại vì đây là hai mùi kiểu... Chứ tại vì đây là mùi kiểu tobacco ấy, là mùi thuốc lá. Cái mùi mà em thích là mùi này đúng không? Em nghĩ rằng là kiểu đàn ông thì người ta sẽ kiểu phong cách như thế nào sẽ phù hợp với những cái mùi hương này? Bụi bặm hay là kiểu lịch sự hay là kiểu trông nó hoang dã làm gì? Hoang dã. Hoang dã. Thế con này em, cái mùi của em thì em nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với các bạn nam như nào? Em nghĩ là lịch sự ạ. Ừ. Kiểu... Trưởng thành. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Dạ vâng. Anh đã xịt ra hai mùi này ra giấy rồi. Mình gửi thử xem là mình sẽ thích mùi hương nào. Mình có thể đổi với nhau thử xem. Đứng gần vào nhau ấy. Mình có vẻ ok ha. Hai mùi khác nhau xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì mình sẽ thích mùi hương nào hơn? Anh thấy cái này, em thấy cái này được. Quan điểm cá nhân, không à. Xem là thích mùi hương nào em hơn. Thấy mùi này nó kiểu là nó có một chút pha về gỗ. Ừ, có hơi cay cay ấm ấm. Đúng rồi anh ạ, nó khá là nam tính. Khá là nam tính. Em thấy khá là nam tính. Tại vì là trong này đây đều là hai mùi thuốc lá. À. Nên là nó sẽ làm theo hơi hướng khác nhau. Thì là mình nghĩ rằng là cái phong cách này nó sẽ phù hợp với kiểu ăn mặc như nào, với mùi hương này. Em có nghĩ là em thấy cân mọi luôn. Cân mọi luôn. Ừ, em thấy. Nhưng mà có, nhưng anh nghĩ là hợp mùa đông hay là hợp mùa hè? Em thấy màu này khá là hợp với mùa kiểu là xe lạnh hả? Theo đến theo quan điểm của em. Ừ. Thế còn bạn trai? Em thấy cái này nó vẫn ok hơn anh. Cái này vẫn ok hơn. Cái này thì làm sao? Cái này kiểu nó không đậm như cái này. Cái này nó chỉ thoang thoảng thôi anh. Cái này em gửi nó có đậm hơn anh. À, cái này đậm hơn. À. Thế thì mình có nghĩ đây là mùi của thuốc lá không? Hay là kiểu nghĩ đến một cái nhóm hương gỗ hay là gì? Khó đúng không? Khó cảm nhận của anh. Ok. Đây là mùi mà bạn chọn, nó con Mancera Red Tobacco này. Tại ra đây hai mùi thuốc lá dành trong mùa đông. Còn cái bạn nam thì bạn chọn con này. À đâu, nhầm, đây mình chọn con này. Đây là chữ S. Red Tobacco, còn đây là con Squid Tobacco. Rồi mình cảm ơn cả hai bạn nhé. Dạ. Mình đang có hai mùi hương dành cho nam, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì mình có thể ngửi xong rồi mình đổi với nhau xem là mình thích mùi hương nào hơn. Em mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào? Em thích cái mùi này. Ừ, cái lý do vì sao mà cả hai bạn đều thích mùi hương này? Em cảm thấy mùi nó kiểu nồng, độ nồng vừa ấy. Ừ. Mùi này thì nó kiểu nó bị hắc hơn. Nó hắc hơn? Vâng, cái mùi này thì nó thơm, với là nó có độ nồng nó vừa thôi. À. Đó, nó hợp với gu của em, hơi ngọt ngọt cả. Em thấy không? Vâng. Anh chia sẻ ra hai mùi hương này đều là mùi hương thuốc lá. Ừ. Em có bất ngờ đây là mùi thuốc lá không? Thuốc lá à? Mùi thuốc lá ấy. Thật là thuốc lá điện tử ấy ạ? Thực ra ở trong nước hoa nó sẽ hơi kiểu cay cay, ấm ấm ấy. Thì nó sẽ có kiểu vai như vậy. Thế còn mùi hương còn lại thì vì sao mình lại không ấn tượng bằng? Kiểu nó rất là hắc luôn ấy. Nó hắc, rất là hắc nha. Vâng, nó rất là hắc luôn. Ừ. Còn cái mùi này cảm giác nó sẽ có cái hơi độ ngọt ấy. Thì ví dụ như cái mùi mà mình thích này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn phong cách nam như nào? Lịch sự hay là kiểu hơi bụi bặm, kiểu hoang dã làm gì? Mùi em là kiểu bụi bặm ạ. Bụi bặm hả? Hai bạn bụi bặm luôn? Em thích hơi sang sang một tí. Hơi sang sang kiểu mấy anh chàng lịch sự ấy hả? Kiểu trưởng thành ấy hả? Vâng ạ. Rồi ok, mình đánh giá mùi hương này có phù hợp với cái khí hậu hiện tại không?
kiểu mùa đông ấm ấm mắt ấm ấm á. Phù hợp với mùa đông hơn có tại vì em thấy đấy như nãy em đã nói là nó hơi ngọt ngọt ấy. Nhưng mà nếu như mà em biết đều mùi thuốc lá thì chắc em không kèm đâu. Không có gì đâu, biết đâu em thì em có anh chàng là đang thích mình chẳng hạn, xem được video của anh, kênh của anh khoảng tầm 50.000 người theo dõi. Thế là chẳng may có anh chàng là thích em, anh ấy xịt đúng mùi này anh đến thì làm sao. Kênh của anh tên là gì ạ? Kim Fragrance, nói về nước hoa, sẽ chỉ về nước hoa thôi. Cái mùi các bạn thích là cái mùi Sweet Tobacco 18.21 này. Đây là một thương hiệu làm về chuyên đồ kiểu tóc cho nam. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Đây, anh đang có hai mùi dành cho nam, chắc là biết rồi đúng không? Hai mùi này chắc biết rồi. Thế các bạn nữ đi, hai bạn ngửi xem. Mỗi người cầm tờ xong rồi đổi với nhau. Xem là thích mùi hương nào hơn. Rồi, lâu lắm mọi người gặp người xem kênh của tôi. Đây là hai mùi liên quan đến thuốc lá. Xin ý kiến bạn nam chơi. Em thích mùi hương nào hơn? Mùi đấy hả? Cái lý do vì sao mình thích mùi này? Dễ ngửi hơn hay là... Thuốc lá mà kiểu làm hơi ngọt như kia thì em có rồi. Em thấy nó kiểu quen quen rồi thì ngửi cái này. Nhưng em biết đây là mùi gì không? Biết đây là con nào không đã? Em chưa ngửi hai con này bao giờ nên em thấy không? Đây là Sweet Tobacco của 18.21 đấy. Nó mạnh định hơn. Khá bất ngờ. Em nghĩ đây là Red Tobacco đúng không? Vâng. Nhưng em nghĩ là cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách ăn mặc nha, như em chẳng hạn không? Em nghĩ là nó vẫn phải là quần áo màu đen trông nó phải bí ẩn hơn. Nhưng mà phù hợp với mùa đông đúng không? Các bạn nữ, em thích mùi hương. Lý do mình phải thích mùi hương này? Em thấy quen. Em thấy quen quen thôi là em thích à? Rồi anh cảm ơn. Thì cái mùi bạn nam chọn là Sweet Tobacco và bạn nữ là thích Red Tobacco ấy. Bày hỏi cho lý do vì sao nhá. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Anh đang có hai mùi dành cho nam ở đây. Anh đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Thì các bạn ngửi xem rồi các bạn đổi cho nhau xem là mình sẽ thích mùi hương nào hơn. Cảm giác ban đầu như thế nào đã? Cái này không ngửi mùi. Em không ngửi thấy mùi này á? Để cho anh xịt lại nhá. Kiểu mình thấy mình cảm nhận như thế nào luôn. Em thích mùi này hơn. À đây là có sự khác biệt rồi. Hỏi bạn nữ trước là lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn? Cảm thấy cái mùi này nó có chút gì là nó dịu hơn một tí. Thế còn mùi còn lại là bị hơi nồng à? Dạ. Thế lại cái mùi này có hơi quen quen. Hơi quen quen. Quen. Chia sẻ ở đây là hai mùi về thuốc lá dành cho nam giới. Cũng bất ngờ. Hai mùi thuốc lá ở trong nước hoa của nam. Nhưng mà nếu mà chị em mùi thì em sẽ thích mùi này hơn. Em nghĩ rằng là bạn nam sẽ có một cái phong cách như thế nào sẽ phù hợp với mùi này. Kiểu lịch sự hay là kiểu hơi bụi bụi hay là kiểu hoang dã hay là kiểu mấy anh kiểu... Thì là mấy anh trầm tính. Trầm tính ngoài lạnh. Rồi, thì ok. Thế còn em thì sao em thích mùi hương này? Em này thấy cái này nó dễ chịu với em hơn ấy. Đây là cái gu cá nhân của mình, nó là chuyện hoàn toàn bình thường tại mà. Tại vì em thấy cái này nó dịu hơn cái bên kia. Thế em nghĩ rằng là mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách nhỉ? Mấy bạn nam nhẹ nhàng hơn một chút. Rồi ok, đây là hai mùi dành cho nam vào mùa đông. Rất là cảm ơn các bạn. Thì cái mùi bạn nữ chọn bên này là con Sweet Tobacco của 18.21. Của em chọn là cái nhà này là một nhà chuyên làm về sáp dành cho nam giới. Còn cái mùi của bạn chọn là con Red Tobacco này. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Rồi xin cảm ơn. Em cảm ơn nữa. Ok, và vừa rồi thì ông ta đã có kết quả và Sweet Tobacco giành chiến thắng với tỷ số là 6-4. Đây là một cái kết quả mà cũng không có gì quá là bất ngờ, tại vì với một tông mùi ngọt về thuốc lá thì chắc chắn Sweet Tobacco sẽ chiếm được thiện cảm nhiều hơn. Còn đối với Red Tobacco thì không phải là không có ai yêu thích cả. Thế nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Ai thích Red Tobacco cứ xài thôi. Đặc biệt là thời tiết hiện tại thì nó khoảng tầm 20 độ, rất là phù hợp. Nếu mà là bạn thì bạn sẽ chọn mùi hương nào? Recommend ở dưới nhá.